Lần này chuyên mục nhà đẹp của chương trình Sức Sống Mới sẽ đến thăm một ngôi nhà mà theo như thư yêu cầu của chủ nhà thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng sửa chữa rất thú vị. Chị Phương Anh ơi. Ơi chị đây, chị đây. Dạ. Em chào chị. Chào Hiếu của chương trình Sức Sống Mới. Vô đi em. Dạ. À, đây là cái phòng ăn nhà chị này Hiếu. Dạ. Nhưng mà Hiếu thấy không? À, tường thì nó cũng bong ra hết trơn rồi, ẩm quá trời luôn. Nền thì cũng cũ quá rồi. Ngồi từ đây nhìn ra thì cửa sổ thì có cây nhưng mà nó không xanh lắm. Dạ. Cho nên chị muốn nhờ chương trình làm cho cái khu vực này nó xanh hơn, nó mát hơn. Cái ý tưởng của chị thì tụi em đã tiếp nhận rồi. Và hy vọng ngày hôm nay thì Sức Sống Mới sẽ đến đây sẽ hỗ trợ thiết kế nè, hoặc là bài trí cho cái phòng ăn nhà mình nó là một cái nơi để gia đình mình có thể sinh hoạt cũng như hội họp gia đình. Cuối tuần cả nhà chị đi vắng rồi, cho nên chị muốn tạo một cái sự ngạc nhiên cho gia đình. Hiếu giúp chị nha. Ngày hôm nay kiến trúc sư Triệu Việt Hùng nhận lời tham gia trong chuyên mục Nhà đẹp Sức Sống Mới để cải tạo cái công trình này. Và sau một vòng mình tham quan ở ngoài sân vào trong phòng ăn thì không biết anh Hùng có nhận xét như thế nào về công trình của mình ha? Căn bếp này tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn. Hiếu thấy không, ở ngoài có sân vườn thì chúng ta sẽ tạo cái sân vườn cho nó đẹp để lấy cái vẻ đẹp của vào có phòng màu xanh. Ở đây thì tường cũng đã lột rồi, mà chắc phải chống thấm. Như cải tạo lại cái sàn nhà theo như cái nguyện vọng của chị chủ nhà. Đúng rồi. Thì lúc này chắc mình phải tiến hành nhanh, không thì không kịp anh hả? Đúng rồi, tiến hành đi Hiếu. Đối với phần tường bị thấm thì ta sẽ sửa bằng cách đục bóc lớp hồ bị thấm, sau đó trộn vữa với chất phụ gia chống thấm, rồi chát lên phần tường đã đục ra. Có một cái hàng cây xanh ở đây thì nhìn rất là sáng nếu mà ở trong nhìn ra anh ha. À, đang gót gạch nền. Những viên gạch màu sắc rất là trang nhã nhưng như nó có vẻ nó không có được bóng mà nó hơi nhám nhám. Nó không bóng như những viên gạch mà mình lót sàn ở những phòng khác anh hả? Ở trong bếp thì thường xuyên có dầu mỡ và nước thì ta nên sử dụng cái loại có cái nhám để chống cái trơn trượt. Những viên gạch như vậy thì rõ ràng là tùy theo cái công năng cho từng cái phòng thì mình có những cái loại gạch khác nhau để mình phù hợp hơn cho cái công việc của mình, để cho nó tiện nghi, cho nó ứng dụng hơn. Đúng rồi Hiếu à. Sao Hiếu thấy phòng ăn như thế nào? Quả thật phòng ăn mình đã có một diện mạo rất mới và rất khác hơn trước khi chúng ta đã tiến hành cái công trình này. Nhưng mà hình như cái sàn nhà vẫn còn chưa được sạch lắm đâu anh. Đúng rồi. Mà phòng ăn thì chúng ta phải luôn luôn giữ cho sạch và thơm mát thì nó sẽ hay hơn. Có bộ Hiếu có vẻ rành lau nhà quá ta. Thì anh Hùng cũng biết rồi đó. Ở chuyên mục nhà đẹp này thì Hiếu không góp sức gì được cho các anh em đâu. Chỉ hy vọng mình sau khi các em làm xong mình lau nhà thì góp một phần cho chuyên mục nó hay hơn, hấp dẫn hơn thôi. Mọi việc coi như đã hoàn tất rồi hả anh Hùng? Đúng rồi Hiếu. Nhìn cái không khí của phòng ăn với lại các bạn ăn được sắp đặt như thế này thì Hiếu chợt nghĩ đến một bữa cơm đầm ấm thân mật của gia đình. Ông bà ta có câu nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà. Đúng rồi anh Hùng. Giờ này thì chắc chủ nhà cũng sắp về rồi. Không biết là họ sẽ nghĩ thế nào khi họ đặt trên một phòng ăn này. Các bạn chờ xem nhé, đi đồng đón chủ nhà. Sao rồi chị Phương Anh, gia đình mình đi du lịch vui không chị? Vui nhưng mà chị nôn nóng lắm em ơi, không biết phòng ăn nhà chị ra sao nữa.
Bây giờ thì bước chân vào phòng ăn, chị thấy phòng ăn mình như thế nào? Rất là khác, vừa xanh lại vừa mát. Còn bác mà, bác cảm nhận sao bác? Ồ, lại có cả một khu vườn xanh mát như thế này cơ à. Xin mời bác và chị có thể ra vườn để mình xem khu vườn của mình. Các bạn thấy không, để sửa chữa một gian phòng ăn như thế này thì rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu. Các bạn hãy ứng dụng vào phòng ăn của gia đình mình các bạn nhé. Ngoài ra, nếu các bạn quan tâm và cần tư vấn